Từ việc anh tới Trường Giang khi quý ông đẩy người phụ nữ của mình vào đại chiến. Nhìn lại cách ứng xử của Việt Anh và Trường Giang trong những scandal tình ái của mình, thấy rõ sự đồng điệu của hai quý ông trong việc tình nguyện đẩy người phụ nữ của mình vào đại chiến. Vậy là một lần nữa, nam diễn viên Việt Anh lại lao đao vì scandal tình ái, đồng thời là lần thứ ba trong gần 15 năm sự nghiệp của mình. Sự việc bắt đầu từ một tấm ảnh thân mật hơn mức bình thường, được ca sĩ Quế Vân đăng tải lên trang cá nhân. Giữa lúc cư dân mạng còn hồ nghi vì không rõ thật hư, còn bấn loạn vì chưa biết là đóng phim diễn kịch quay quảng cáo hay khoảnh khắc đời thường, thì một clip dài 43 giây quay lén tại quán cà phê đã giải đáp cho phần lớn những khúc mắc ngỡ ngàng. Trong clip, Phan Hải của Người Phán Xử ngồi cạnh cô gái có vóc dáng và trang phục giống hệt Quế Vân. Vừa phải tỏ vẻ xa cách xã giao, vừa phải lấy khăn giấy lau vòi nước mắt cho người đẹp rồi lại ngó lơ đi chỗ khác. Cư dân mạng cũng lục tung trang cá nhân của Quế Vân và phát hiện ra nhiều dòng tâm trạng ái tình lâm ly kiểu như gặp được anh cho dù là sai, em vẫn chọn sai để yêu anh. Đáng nói là một ngày trước khi clip lau nước mắt cho Quế Vân ở quán cà phê bị lộ, Việt Anh vẫn tỉnh bơ cùng vợ livestream nói chuyện bóng đá, World Cup và làm đẹp da. Khi khán giả lao vào hỏi chuyện Quế Vân, bà xã anh cố nín nhịn đáp lời, sao mọi người cứ hỏi chuyện gì vậy, rồi quay sang chồng nửa đồ nửa thật, hôm qua ông xã mình đi chơi cá cược cả đêm không về. Hay là làm gì quốc tức anh nhỉ? Trước tự nhiên và chắc nịch, Việt Anh nói chân chu, chắc mọi người có sự nhầm lẫn gì, chứ anh không có gì quốc tức. Tuy nhiên, khi clip được tung lên mạng, Việt Anh thực hiện chiến dịch 3-0, không giải thích, không thanh minh, không bác bỏ. Anh không nghe điện thoại từ truyền thông, nhưng anh cũng không đóng cửa Facebook để tránh những câu hỏi tò mò từ công chúng. Và anh cũng không im lặng trốn biệt để chờ bão đi qua. Anh chọn cách tỉnh bơ, ngó lơ và làm ngơ. Anh vẫn xuất đầu lộ diện trên mạng xã hội để nói chuyện trái bóng tròn. Như thể ở chỗ anh, thế giới vẫn bình yên vô sự. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Như thể người mà cả thiên hạ đang nháo nhào lên ngoài kia là ai chứ chẳng phải là anh. Trong khi ấy, bà xã của anh Hương Trần bị đẩy vào đại chiến. Cô đăng status cảnh cáo, la liếm ai thì la liếm, chứ chừa mặt chồng em ra nhé. Rồi cô lại phải lên tiếng tuyên chiến với anti-fan. Lẫn những chị em dạy cô cách cư xử, đừng động vào mẹ tôi, các chị có biết mẹ tôi có bao nhiêu cái móng vuốt không? Rồi cô thở ngắn than dài mệt nhoài vì chống chọi với điều tiếng của ông chồng đào hoa. Tôi cũng mệt cả người, đang yên ổn cứ bị chọc ngoáy. Chỉ là thấy người ta rơ quá thôi, lòng người khó hiểu thật. Cần tiêm cho họ một liều chống xấu hổ. Và tất nhiên kẻ thứ ba trong thị phi ái tình chưa rõ trắng đen này cũng phải hồi đáp bà xã Việt Anh bằng những lời lẽ mỉa mai sắc sảo giúp cho lửa đại chiến luôn được tiếp thêm dầu. Thật trùng hợp, cũng tháng 7 năm ngoái, Việt Anh bị vướng scandal với bạn diễn trong Sống Chung Với Mẹ Chồng, nữ diễn viên Bảo Thanh. Sự việc xuất phát từ những dòng tin nhắn chưa có gì đi quá giới hạn, nhưng được Hương Trần làm cho trở nên ồn ào. Việt Anh khi ấy hành sự giống hệt hôm nay, anh mặc kệ cho những người phụ nữ trong cuộc giải quyết câu chuyện, kéo theo sự tham gia bàn luận và đấu khẩu của hàng nghìn phụ nữ ngoài cuộc. Biến một sự việc lẽ ra rất đơn giản trở thành cuộc đại chiến thật sự trên mạng xã hội. Kết quả là, một mặt bà xã của anh phải chịu không ít tổn thương vì những lời miệt thị, xúc phạm do cách hành động thiếu tinh tế, chuyện bé xé ra to. Một mặt nữ đồng nghiệp của anh phải chịu tiếng oan, bị moi móc và đặt nhiều chuyện không có thật khắc, gây ảnh hưởng lớn đến tên tuổi và danh dự. Còn việc anh thay vì phát ngôn rõ ràng để đình chiến thì lại mập mờ, thời điểm này mọi thứ đều đang rất căng thẳng nên tôi nghĩ không thích hợp để chia sẻ thêm. Trong khi anh có thể hành động đơn giản hơn rất nhiều là khẳng định có hay không có chuyện phim giả tình thật với Bảo Thanh. Mới biết Bích Phương có lý khi nhắn nhủ đàn ông yêu hay không yêu hay yêu hãy nói một lời thôi. Việt Anh khiến công chúng nhớ đến Trường Giang trong những vụ lùm xùm tình ái cách đây chưa lâu. Trái đất quả thực tròn như trái bóng mà Việt Anh say mê. Quế Vân cũng là một nhân vật trong số các tập scandal của Trường Giang. Cách Việt Anh hành động cũng hệt như cách Trường Giang khi đó, không giải thích, không thanh minh, không bác bỏ. Những gì cần nói, cần làm, chỉ cần hãy nhả phương ra giữa trận tiền dư luận. Đến vụ việc của nam em, Trường Giang cũng dùng chiêu cũ. Anh vẫn làm việc, vẫn tham gia game show, vẫn đi sự kiện nhưng tuyệt không một lời trần tình. Đến cả câu xin lỗi gửi tới fan vì đã làm họ thất vọng, lo lắng hay rơi vào cuộc đại chiến để bảo vệ thần tượng cũng không. Chỉ tới khi bị nam em kích động bằng hàng loạt hành động bất thường, Trường Giang mới cất tiếng. Có câu im lặng là vàng, nhưng với những quý ông trong showbiz như Việt Anh hay Trường Giang, im lặng là dầu mỏ. Nó giúp cho những cuộc đại chiến có thêm nhiên liệu để bùng nổ dữ dội, mà nạn nhân của những cuộc đại chiến ấy lại chính là người phụ nữ của đời họ.